Xin chào tất cả mọi người. Long Bùi lại tiếp tục là một clip giới thiệu những cây đàn guitar Moritz dây sắt. Hôm trước thì có làm đúp 20, đúp 25, đúp 30, 35, 40 thì cũng được những người chú người anh cũng đã ủng hộ hết rồi. Mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người 5 cây, trong đó là có 2 cây đúp 20 và 3 cây đúp 25. Giá từ 4 triệu cho tới 5 triệu cho mọi người dễ dàng lựa chọn. Toàn là những cây hàng đẹp, gọi là xuất sắc. Là trong 5 cây và có một cây đúp 20 không đẹp thì giá thấp hơn, thì cái đó mình sẽ giới thiệu sau thôi. Đây mọi người, đây là cây số 1 Moritz đúp 20. Dòng Moritz thì mọi người cũng đã biết rồi đó, không cần phải giới thiệu nhiều ha. Rất đẹp trong cái lô đấu này về. Đó. Mặt này quay con cảnh luôn cho mọi người xem, để cho mọi người rõ ràng thấy ha. Rất đẹp. Số 1. Mặt sáng. Cái này cũng chưa đến dây, nhưng mà những cái này đặc biệt của bên mình đó là phần phím, cần, gót, khó thì nó gọi là tuyệt đối 100% hết, nên mọi người yên tâm nha. Đúp 20, những cây hàng đẹp xuất sắc như thế này thì có giá là 4 triệu. Những cây này thì nó đi theo cái bao đàn nhựa của nó, bao những cái bao mỏng đó thì Long Bùi đã soạn ra bỏ đây. Những cái bao mỏng như thế này. Đó, là bao mỏng của nhựa. Thì nếu anh em nào mua thì mình sẽ tặng kèm cho mọi người một cái bao da của Tây Long, nó được dày cho mọi người dễ dàng bỏ đàn và dễ dàng mang ha. Còn những cái bao nhập này rất mỏng, giống như cái bao quả của Việt Nam mình, nó dày hơn bao quả Việt Nam mình một tí thôi. Đây là cây số 2. Đây, bộ lưng này đẹp. Xuất sắc. Số 2 của Moritz đúp 20. Đây là hai cây Moritz đúp 20 về đợt này có giá là 4 triệu ha. 4 triệu một cây. Những cây hàng tiễn lừa, hàng đẹp á. Lừa khó, những cây này về thì mình cũng chưa có vệ sinh gì hết. Mọi người thấy bụi này đó. Đã nghiêng luôn. Sau mọi người chọn rồi á thì Long Bùi sẽ setup thay cho mọi người một cái bộ dây mới của Mỹ. Mọi người chơi ha. Còn ba cái lá sừng này mọi người yên tâm nha, Long Bùi sẽ canh chỉnh hết tất tập cho mọi người, cho mọi người chơi thôi. Đó là hai cây Moritz đúp 20 có giá là 4 triệu. Và đây là Moritz đúp 25. Đó, những cây hàng tiễn lựa cho của bên mình đó. Đẹp. Đúp 25 có giá là 5 triệu. Đó, đúp 20, đúp 25, ba reaction thì cực kỳ thấp luôn nha mọi người. Nói chung hàng Nhật thì âm thanh thì mọi người cũng đã biết rồi, âm thanh là rất là hay. Đây là Moritz đúp 25, đây là cái tem của Moritz đúp 25 này. Đó. Thì cái mặt gỗ nhìn mọi người nhìn kỹ ha. Đúp 25 thì có giá là 5 triệu. Đây là cây số 3 ha. Tiếp theo là cây số 4. Đó. Mình xem nè. Đẹp ghê lắm luôn. Cây này đặc biệt của cây này sơ thông mà. Sơ thông của nó này. Đó. Sơ thông của nó sọc mà da. Cây này bộ mặt rất già luôn. Đấy. Cây này cực kỳ già, âm thanh thì chắc là có lẽ là nổ hơn cây số 4 luôn, cây số 3 luôn. Đó, ha. Mình nói không sai mà. Cái sới sọc này nó tiếng rất lớn ha. Quá già. Ok, còn về người có cần rồi yên tâm nha, mình không có giới thiệu mấy này nhiều. Nếu mà cây nào có vấn đề thì mình sẽ báo cho mọi người liền, chứ không có bao giờ giao cho mọi người những cây mà có cần nó bị hở bị giấy hết. Số 4 và đây là cây số 5. Cây số 5 thì cái lưng nó đen nè, nếu ai thích lưng đen thì có thể chơi cây số 5 này ha. Cây số 5 thì mặt nó sáng nhuyễn.
nó gọi là hàng đấu giá, hàng tiễn là phải là như vậy. Một cái đúc 15 số 5 giá là 5 triệu ha, 3 cây Moritz đúc 25 có giá là 5 triệu. Để mình quay cho mọi người xem một cái cây Moritz đúc 20 mà hàng nó không có đẹp. Chất lượng thân này cũng như nhau thôi. Đây là cây đúc 20. Hàng không có đẹp, không đẹp, gọi là không được đẹp xuất sắc như những cây kia thôi, chứ còn nếu mà mình làm với mình mọi người thấy á, hàng gọi là cũng là 90% đó. Đó. Trên mặt nó có mấy cái vết đốm 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 nè. Đó, thành ra giá nó được thấp. 3 triệu 300 ngàn. Một cây. Chỉ có lô này chỉ về đúng một cây thôi. Đó, nếu muốn thấp thì mọi người cứ dùng. Tại vì còn ba cần kiết action thì rất thẳng. Moritz đúc 20 ha. Cây này không phải là hàng đấu giá, nhưng mà hàng mấy cây này đó là do lúc đi nó còn trống chỗ thì anh em bên đó họ lựa cây nào gọi là được đẹp tương đối thì họ sẽ bỏ vào rồi đủ hàng để cho cái vận chuyển cho mình, nên giá nó rất là tốt mọi người. Chọn xong Long Bùi cũng sẽ set up cho mọi người hết nha. Cái này thì đỡ Long Bùi đánh là số 6 luôn, để cho nếu có ai chọn thì đỡ Long Bùi dễ dàng cho khỏi lộn ha, cho mọi người cũng dễ dàng nói cho Long Bùi biết, thì người họ nói mình không hiểu mà mình chọn sai cái cây này. Đó, cho mọi người xem lại nó này nhé. Nó có những cái này nó không được đẹp tí nhưng mà được giá nó tốt, không được đẹp thôi chứ ăn nhậu bỏ lơ và lóc quăng lóc cũng không có ảnh hưởng gì hết. Cái này là cái dấu do thời gian 5 tháng họ chơi thôi, chơi rõ nhiều. Giới thiệu hôm nay cuối tuần giới thiệu hai cái lô đàn, một lô dây sắt và một lô ni lông để cho mọi người đam mê có dễ dàng lựa chọn. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin chào lại mọi người trong clip sau của em Long Bùi tiếp tục. Những clip Long Bùi làm như thế này đỡ ngắn gọn đơn giản xúc tích để cho mọi người dễ dàng được theo dõi, dễ dàng được chọn lựa. Xin chân thành cảm ơn mọi người.